Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên đạo kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam thốn nhân gian tác giả Nhĩ Căn. Chương 1342. Nhìn qua, đối với vị cách bàn thể bảo nhạc mà nói trong cái vũ trụ này hung thú có thể sinh ra uy hiếp đối với hắn không nói là không có nhưng tuyệt đối là phượng mau lần giác thậm chí ở một góc nhìn nào đó bản thân hung thú như vậy tất nhiên cũng đã đủ để sinh ra linh trí nói tóm lại sẽ không bởi vì chuyện không liên quan tới sinh tử mà xảy ra trận chiến với bảo nhạc cho nên dù là lúc này là phân thân thực lực không thể bằng bản thể nhưng lấy vị cách bàn thể chân áp cũng là lựa chọn bình thường nhất đối với phân thân của bảo nhạc. Bàn thể ngủ say, để những chuyện phiền phức này tự tay ta làm, đã như vậy, ta mượn vị cách của hắn cũng hợp lý. Bảo nhạc hư lạnh một tiếng, lúc này đứng trên lưng sơn khưu thú, cúi đầu trong mắt lộ ra hàn quang. Hàn quang phối hợp với uy áp là áp chế lớn nhất, khiến cho sơn khưu thú dần dần rút dày hẳn lên. Lệnh trí của nó có lẽ đã có nhưng hiện tại trong lúc củ say đã tiêu tán đi khá nhiều rồi chỉ còn lại có bản năng mà loại bản năng tiềm thức này sẽ trực tiếp hơn sau khi gặp phải nguy cơ sinh tử vì vậy gần như trong chốc lát sơn khiêu thú đang run rẩy cả người mềm nhũn ra từ hình dáng ngọn đồi biến thành một núi thịt đứng dậy đi dùng toàn lực của người phá vỡ phiến táng địa này đi bảo nhạc nhíu mày nhàn nhạt, nhạt mở miệng thành âm của hắn là mệnh lệnh trí cao đối với sơn khiêu thú đã bị dọa cho bùn rồi. bấy giờ thân thể chấn động cái miệng giống như là thông đạo của nó điên cuồng đâm sâu vào trong lòng đất bảo nhạc tàn ra thần niệm cảm nhận được sự ra sức của sơn khiêu thú hắn thấy cái miệng thông đạo vốn chỉ đâm vào mặt đất khoảng ngàn trượng tựa hồ vì biểu hiện ra giá trị của mình mà sơn khiêu thú cũng không biết làm sao mà lại làm được thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, cái miệng tiếp tục kéo dài ra, cuối cùng đạt tới hai ngàn trượng, khiến cho bầu nhạc mừng rỡ không thôi, lắc mình đi theo thông đạo sơn khiêu thú, lao thẳng tới độ sâu hai ngàn trượng trong lòng đất. Nhưng ngay khi hắn đi ra khỏi cái thông đạo này, chính thức bước vào lớp bùn đất, thì một cỗ ý chí giải rác tới từ bốn phường tám hướng trong bùn đất, như là sóng to gió lớn, âm ầm quét tới, Những ý chí giải rác này Một cái thì không có tính công kích gì Nhưng lúc này số lượng quá lớn Phô thiên cái địa Tràn ngập khắp nơi Tụ lại một chỗ Như hóa thành một ngọn nguồn Có thể hủy diệt tất cả thân hồn Với sự bùng nổ đó Lập tức khiến cho tâm thần của bảo nhạc Vừa đi ra khỏi thông đạo chấn động mạnh Trong đồ của hắn trong nháy mắt Dường như tiếp nhận vô số linh hồn và trí nhớ Nhưng không có hình ảnh nguyên vẹn Đều là mảnh vỡ không thấy rõ không ngừng trùng kích vào linh hồn của hắn. Cường hãn như bảo nhạc cũng có chút thất thần. cụm mày hắn mạnh mẽ, chán nổi đầy gân sành, sống sót qua luồng thứ nhất. Thực dục pháp tắc trong cơ thể hắn cũng gấp gáp nhanh chóng vận chuyển hẳn lên. Ngoại hình thân thể của hắn hóa thành một mảnh vặn vẹo mờ nhạt, không ngừng ngăn cản ý chí mênh mông như biển, bao phủ. Bao nhiêu sinh mạng bị chôn vùi ở đây. Sắc mặt bảo nhạc khó coi, hắn có thể cảm nhận được ý chí giải rác tới được khắp nơi, số lượng vượt qua chúng sinh trong thế giới tấm bề đá vô số lần. Và đây chỉ là hai ngàn trượng dưới lòng đất mà bảo nhạc có thể phát hiện ra. Càng xuống sâu, nồng độ biển ý chí lại càng lớn, cuồng bạo càng mạnh hơn nữa. Phía dưới không biết sâu bao nhiêu. Bảo nhạc suy từ phút chốc, không hành động thiếu suy nghĩ, mà là cảm thụ một chút tác dụng của thực dục pháp tắc ở chỗ này. Cho đến khi thực dục pháp tắc toàn diện vận chuyển, hắn đang ở dưới lòng đất 2.000 trượng, dần dần đạt tích sự cân đối, biển ý chí bao phủ cũng biến mất. Điều này làm cho bảo nhạc cảm thấy an tâm một chút, đồng thời hắn cũng đã nhận ra chỗ đặc thù của thực dục pháp tắc. Pháp tắc này nhìn như ảnh hưởng tới thân thể người đối địch, khiến cho nó sinh ra thực dục tham niệm, nhưng trên thực tế, tác dụng của nó chính là thần hồn và ý chí. Nói cách khác, thực dục pháp tắc sở dĩ có thể chống cự được biển ý chí xung quanh là bởi vì nó giống như một nguồn ô nhiễm và nó đang giúp toàn lực để tẩy nhiễm ý chí giải rác này. Mà bản thân những ý chí giải rác này ở phương diện này chống cự, cự cực kỳ yếu ớt, như là gặp phải thiên địch, bị số lượng thực dục pháp tắc nhiều hơn chân áp, rồi dần dần cứng lại cho đến khi đã đạt thành cân đối bảo nhạc trầm ngâm một lát lúc này mới tiến về lớp bùn đất xuyên thoảng qua tốc độ của hắn không nhanh mỗi một lần xuyên thoảng qua đều khống chế khoảng 10 trượng cứ như vậy không ngừng chìm xuống 10 trượng 30 mươi trượng tám mươi trượng cho đến khi xuyên thoảng qua hơn 700 trăm trượng tổng thể vị trí là dưới hai nghìn trượng ở lòng đất thân thể của bảo nhạc đã không chịu nổi nữa rồi. Ở chỗ này, thực dục pháp tắc cân đối cũng xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn, muốn sụp đổ. Thật sự là ở vị trí này, ý chí giải rác tụ thành biển ý chí, so với trước cuồng bạo hơn rất nhiều, số lượng cũng hơn vô số lần. Quan trọng nhất là ở vị trí này, bảo nhạc cảm nhận được vô số ý chí giải rác, bắt đầu xuất hiện một ít thần niệm thuộc về tu sĩ bước thứ tư. Những thần niệm này mỗi một đạo đều không có cảm xúc chấn động nhưng trong đó có lực trùng kích rất mạnh số lượng lại rất nhiều rời đi hay là tiến lên xem thế nào đối mặt với biển ý chí cái người này bảo nhà có chút do dự nhưng rất nhanh hắn hạ quyết định đến thì cũng đã đến rồi rời đi như vậy còn hay ho cái gì ta muốn nhìn xem tận sâu trong lòng đất này tại sao những đại năng của nguyên vũ đạo không lại ngủ say trong này che giấu bí mật gì trong cơ thể của bào nhạc âm âm tản ra thực dục pháp thắc ở xung quanh hắn nhanh chóng xoay tròn hắn mạnh mẽ xông về phía trước vừa xông lên đã là ba ngàn trượng trong thời gian ngắn bào nhạc xuất hiện ở vị trí năm ngàn bảy trăm trượng đây là cực hạn hắn có thể chìm xuống rồi nếu xuống sâu hơn thì không phải mạo hiểm mà là tự sát mặc dù không phải là cố ý đi tự sát nhưng biển ý chí ở vị trí này ẩn chứa sức mạnh làm cho đầu óc bảo nhạc xuất hiện chấn động ý thức hỗn loạn cũng may vị cách bàn thể khiến cho hắn ở trong hỗn loạn miễn cưỡng có một tia thần trí nhanh chóng nhìn xung quanh rung động ngập tràn đồng thời hắn không do dự một chút nào nhanh chóng rút lui mặc dù rút lui như vậy nhưng biển ý chí dường như được kích nổ điên cuồng hội tụ không ngừng trùng kích như muốn đồng hóa hắn hoàn toàn ở chỗ này. Mặc dù tốc độ của bào nhạc rút lui rất nhanh, những phiến biển ý chí truy đuổi kia cũng khủng bố không kém. Cuối cùng, vào lúc ý thức của bào nhạc muốn tàn giã, thì rốt cuộc đã chạy trốn ra khỏi phạm vi hai ngàn trượng. Ở trong thông đạo miệng của Sơn Khưu Thú, vừa mới tiến vào, biển ý chí cũng điên cuồng vọt tới. Toàn lực ngăn trở. Bào nhạc gầm nhẹ một tiếng, Trước 1343 Cầu cá Theo tiếng hô truyền ra Sơn khưu thú lao ra Với tất cả lực lượng của nó Sự kỳ dị của bản thân nó Giờ khắc này hoàn toàn hiện ra Nó cô lập biển ý chí Duy trì có điều đáng tiếc Là thực lực của nó không đủ Cho nên cô lập được một chút Cái miệng thông đạo không chịu nổi Quyết nhục tóe loè Âm âm sụp xuống Cũng may tích tắc đó có ý nghĩa rất lớn đối với bảo nhạc khiến cho hắn có thể trì hoãn một chút tâm thần một lần nữa xuyên thẳng qua trực tiếp từ trong thông đạo đang sụp xuống chạy ra khỏi lòng đất vừa mới xông ra bảo nhạc cố nén cảm giác thân thể suy yếu đầu đau kịch liệt và thân hồn bị xé rách đưa tay chộp về hướng sơn khỉu thú ầm một tiếng kéo nó lên đối phương mặc dù không có thần trí nhưng lúc này đây trợ giúp rất lớn đối với bản thân vô luận là từ điểm này hay là tương lai bảo nhạc cũng không thể không cứu theo sơn cứu thú bị biển ý chí chủng kích nó vừa gào rú đau đớn vừa bị túm lên ở trên mặt đất trước đó nổ tung có một tiếng gào rú dường như hội tụ của chúng sinh từ trong mặt đất cuồng bạo truyền ra khi truyền ra thì mặt đất nhô lên lại tạo thành một gương mặt cực lớn dữ tợn gào thét không ngừng từ xa nhìn lại dường như mặt đất đã trở thành một tấm lưới phong ấn khổng lồ mà phong ấn ma thần ở trong đó bấy giờ ma thần này thức tỉnh gương mặt ở trên tấm lưới muốn phá vỡ sông ra nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng nó gào rú và nếu nhìn kỹ khẩu hình của gương mặt kia thì sẽ khiến cho người ta kinh hãi bởi vì phát hiện khẩu hình phát âm là hai chữ cứu ta cứu ta cứu ta bảo nhạc ở trên bầu trời đang cầm sơn khiêu thú sắc mặt tái nhợt cúi đầu nhìn gương mặt trên mặt đất trong mắt lộ ra vẻ phức tạp sau đó bay nhanh về phía bầu trời xa xa trên mặt đất gương mặt cực lớn nhô lên gào rú thật lâu rồi mới chậm rãi bình thường trở lại dần dần lui về mặt đất cũng khôi phục lại vẻ bình tĩnh hồi lâu sau bảo nhạc bay nhanh trên bầu trời thả ra sơn khiêu thú nhưng lúc này lưu lại một tia ấn ký vào đồ ăn của thực dục thành có thể chữa thương sau đó bản thân khoanh chân ngồi ở trên tán cây ở một mảnh rừng rậm héo rũ nhanh chóng khôi phục một canh giờ sau bảo nhạc mở mắt ra tơ máu trong mắt van vện thường thế của hắn đã không sao nữa nhưng thần hồn bị hao tổn làm cho tinh thần mỏi mệt quan trọng nhất là thực dục pháp tác lúc này đã thiếu thốn nghiêm trọng giống như ngọn nến trước gió ánh lửa ảm đạm cảm thụ một chút trạng thái bản thân bảo nhạc cười khổ một tiếng không biết là lời lãi thế nào hay là biết bát rồi bảo nhạc thở dài nhưng rất nhanh trong mắt hắn hiện lên về phức tạp và mê mang sau khi cưỡng ép chìm xuống gần sáu ngàn trượng trong lòng đất biển ý chí cuồng bạo không thể nào hình dung kia ép hắn chỉ có thể giữ vững một tia thần trí vừa nhìn qua phải nhanh chóng rời đi nhưng cái nhìn này khiến cho hắn thấy được một sự việc quỷ gì. Hắn thấy được trong động quật đá vôi rộng rãi, có một người, không thấy rõ bộ dáng, nam nữ cũng không biết. Nhưng hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương, tỏa ra hơi thở tương đương với cảnh giới bàn thề của mình. Nói cách khác, hắn nhìn thấy người kia, ít nhất cũng là đại năng tuyệt thế bức thư lầm. Người này không phải đang khoanh chân ngồi, mà là phiêu phù ở trong động đá vôi trên người y có mấy trăm xúc tu những xúc tu này đều là màu đen ngoại trừ màu sắc ở bên ngoài thì dường như giống như đúc với xúc tu màu vàng trong thực dục thành mà những xúc tu này giống như không phải là vật đến từ chính người trôi nổi kia mà là tới từ bên ngoài có lẽ là bị người ta cưỡng ép gieo vào một mặt vùi sâu trong cơ thể y một mặt khác là tỏa ra trong bùn đất xung quanh động quật không biết cuối cùng là ở phương nào chúng không phải là bất động mà từ từ vặn vẹo theo tần suất giống như hấp thu nhìn vào phương hướng nó nhúc nhích rõ ràng là từ trong cơ thể của đại năng kia rút ra đưa vào một nơi vô định không biết ngay cả dưới sự tỉnh táo của bảo nhạc khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng này hắn có thể thấy rõ ràng trên gương mặt mơ hồ của đại năng kia giống như đột nhiên mở ra hai mắt mở miệng truyền ra thanh âm không rõ nam nữ cứu ta bảo nhạc nhắm mắt lại trong đầu lờ mờ vẫn còn quanh quẩn thanh âm của đối phương cũng chính là thanh âm này chính giọng nói này càng làm cho tốc độ sụp đổ của thần điện hắn tăng lên đáng tiếc bàn thể không ở chỗ này sau một lúc lâu bảo nhạc mở mắt ra trong lòng có rất nhiều suy đoán về những gì mình nhìn thấy nhưng những điều này đều không thể phán đoán chính xác và nếu hắn muốn biết đáp án, ta cần phải thăm dò lại. Ánh mắt của Bào Nhạc lóe lên, cúi đầu suy nghĩ một hồi, gần đầu một lần nữa, ánh mắt đã trở nên sắc bén. Cần phải nhanh chóng bổ sung thực dục pháp tắc, pháp tắc này chống cự ý chí lòng đất, có hiệu quả kỳ dị. Bào Nhạc nghĩ tới Tiểu Bằng Hữu ưa thích chơi trốn tìm, Tiểu Bằng Hữu rất nòn nớt không ngờ trước khi trốn vào trong vòng xoáy bảo nhạc đã yên lặng không một tiếng động để lại một tia thần niệm trên người của tên đó vốn dĩ bảo nhạc không định đi tìm đối phương sớm như vậy nhưng lúc này có nhu cầu thế là trò chơi trốn tìm này cũng phải đến hồi kết thúc nghĩ tới đây bảo nhạc khoanh chân ngồi trên tán cây vô thành vô tức giống như là hóa thành chó bụi mà tản ra cùng lúc đó ở tầng thế giới thứ nhất trong một đầm nước đục ngầu, một con cá nhỏ đang ẩn sâu trong đầm nước này vẫn không nhúc nhích. Toàn bộ trong đầm nước chỉ có một con cá, che giấu sinh cơ vô cùng sâu, hơn nữa không động một chút nào, cho nên đủ để lừa gạt tất cả ánh mắt dò xét của mọi người. Con cá đó chính là thành linh tử. Y bị trọng thương, lá gan của y bị bảo nhạc dọa cho bé đi sau khi đi vào thế giới tầng thứ nhất này, không dám chạy loạn tìm được một cái đầm này nhanh chóng nhảy vào lợi dụng năng lực biến hóa thần thông huyết mạch hóa thành một con cá nhỏ ở sâu trong đó vừa hoảng loạn vừa điên rồ nguyên rùa bảo nhạc đồ chó chết người chờ lão tử chờ liệp sát yến kết thúc sau khi ta trở về nhất định sẽ khiến cho người sống cũng bằng chết thành linh tử hận thấu xương đối với bảo nhạc ý cho rằng nguyên nhân là đối phương khiến cho bản thân chẳng những đã mất đi khả năng tấn chức bạo thực chủ, hơn nữa hiện tại còn lâm vào sinh tử đại kiếp. Y biết rõ, địch nhân bản thân không chỉ có một người là bảo nhạc, nhục vi đồ khác cũng có thể trở thành địch nhân của mình. Dù phụ thân Y là bạo thực chủ, nhưng dù sao Y quá yếu, lại có thực dục pháp tắc nồng đập. Y rất khó tin rằng người khác có thể chịu đựng được sau khi nhìn thấy Y thế này. Bằng linh tử chỉ cần ta vượt qua được kiếp nạn này Tổn thương ngươi gây ra cho ta nhất định phải trả lại cho ngươi gấp trăm lần Nghìn lần, vạn lần Thành linh tử hóa thành con cá nhỏ Lúc này đang toàn lực nguyên rủa Bỗng nhiên ở trước mặt y có thêm một sợi dây Từ mặt nước bên trên Sợi dây ném vừa vặn vào bên miệng của y Cảnh tượng này lập tức khiến cho con cá nhỏ cứng đờ Trước 1344 Ân công Tiền khốn khiếp nào lại câu cá ở đây Con cá nhỏ đã muốn khóc rồi Đây lòng phát điên Một cự đồng nhỏ cũng không dám Nhưng vào lúc này Một thanh âm ôn hòa từ mặt nước chuyển xuống Xuyên thấu qua đầm nước Rơi vào trong tâm thần của con cá nhỏ Cá không cắn cầu Đều là cá chết Thanh ngầm mặc dù ôn hòa, nhưng vang lên trong tâm thần con cá nhỏ hóa thành sát khí lạnh như băng khiến cho con cá nhỏ thành linh tử không không chế nổi mà run lên cầm cập sao y lại không biết được đây là băng linh tử đáng chém ngàn đao tìm tới mà lời nói này là uy hiếp trắng trợn khiến cho nội tâm của thành linh tử vô cùng bì phẫn rất có một cỗ xúc động muốn liều mạng đối phương nhưng rất nhanh xúc động này đã bị bản năng cầu sinh áp chế xuống sâu trong nội tâm của y không nhìn được mà suy nghĩ. Cá không cắn cầu là cá chết. Như vậy có phải nói mình chỉ cần ngoan ngoãn để hắn cầu, khả năng vẫn sẽ có một đường sinh cơ hay không? Ý nghĩ này lập tức khiến cho đáy lòng của thành linh tử xoắn suýt tới cực điểm. Lễ cầu ở trước mặt, giống như không kiên nhẫn nữa, trước mắt y lắc lư vài cái. Nhưng xoắn suýt này không phải trong thời gian ngắn có thể quyết đoán, vì vậy, sau khi qua hơn 10 nhịp thở, mọc cầu như bị nhấc lên, và lúc đó, thành âm ôn hòa lại hóa thành lạnh lẽo, nhàn nhạt, nhạt chuyển đến. Xem ra là cá chết rồi. Lời nói này vừa ra, sạt cờ lập tức tràn ngập toàn bộ thủy đam. Thành linh tử bị hù cho vãi tẻ. Tranh thủ đè xuống xoắn suýt, ủy khuất mang theo bì vẫn vô cùng, cả người quẫy mạnh, đớp vào cái lưỡi cầu vào lúc này chẳng biết như thế nào y nhớ tới một câu thành ngữ ở quê nhà nước mắt cá nhỏ người không nhìn thấy bởi vì nó ở trong nước cứ như vậy sau khi mắc vào lưỡi câu bị nhấc lên một khắc khi y bị quăng ra khỏi đầm nước khoe mắt tràn ra nước mắt ra hòa cùng với nước đầm vừa bị sốc lên theo động tác cầu cá khiến cho y thấy rõ lúc này ngồi ở bên cạnh đầm nước bằng linh tử đang cầm cần câu giống như cười mà không phải cười nhìn mình. Chưa kịp nói gì, con cá nhỏ lập tức đã bị kéo qua, bị bào nhạc cầm trong tay trái. Bóng bóng cá vẫn còn ở trong miệng không ói ra được. Một cỗ lực hút cực lớn từ tay trái của bào nhạc truyền ra, bao phủ trên người con cá. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thực dụng pháp tắc của thành linh tử ngay lập tức được thúc đẩy và đi thẳng tới tay trái của bào nhạc một cách không kiểm soát, bị hắn hút vào trong cơ thể bổ sung lực lượng pháp tắc bản thân. Đồng thời cũng làm thực dục pháp tắc bản thân càng thêm hoàn thiện. Mà con cá lúc này mắt thường có thể thấy được đang héo rũ, cho đến mấy nhịp thở sau, dường như đã trở thành một con cá khô, ánh mắt đáng thương và ủy khuất, sợ hãi giao hòa của một chỗ. Cho đến khi, khí thức sinh mệnh của y đã yếu ớt hẳn, giống như ngọn lửa đại biểu cho sinh cơ sắp giật tắt, thì hấp lực đột nhiên ngừng lại, mơ hồ y nghe được một thanh âm. Người có biện pháp nào tìm được những nhục mi đồ khác hay không? Thanh âm này như là thanh âm của thiên nhiên, càng như là cam lộ, nháy mắt liền khiến cho y đang khô héo, giống như đã tìm được hy vọng trong tinh mệnh, còn mắt mạnh mẽ trợn to, hô hấp dồn dập hẳn lên, lúc này bởi vì hy vọng mà run rẩy, nhanh chóng mở miệng. Có thể, ta có thể! bảo nhạc nghe vậy thỏa mãn nhẹ gật đầu lúc này mới buông tay ra đem con cá này hất lên rơi trên mặt đất con cá khô nhanh chóng nhảy lên hóa thành một thiếu niên suy yếu vô cùng giống như khí lực đi đường cũng không có bao nhiêu nhìn về phía bảo nhạc trong mắt mang theo sợ hãi mãnh liệt bảo nhạc quét mắt nhìn thành linh tử bị sợ hãi đi tới vừa tới gần thân thể của thành linh tử run dày càng mạnh hơn vốn sắc mặt đã tái lúc này là một mảnh trắng bệch sợ hãi trong mắt Nhưng muốn bùng lên báo phủ y ta Tà... y run cầm cập vừa muốn mở miệng nhưng lời nói còn chưa kịp thốt ra bào nhạc đã đi đến trước mặt của y nâng tay nhấn nhẹ một cái trên đỉnh đầu của thiếu niên này cảm giác rung động khiến cho thiếu niên thiếu chút nữa thì bị hù cho quò có quắp ở đó nhưng vào lúc này há mồm trợn mắt bởi vì y cảm nhận được một lực lượng thực dục pháp tắc từ trong cơ thể của bảo nhạc tràn ra dung nhập vào trong bản thân để bản thân đang suy yếu tới cực hạn ngay lập tức đã nhận được một ít tầm bổ khí lực khôi phục một chút tối thiểu là phi hành cũng được đây là bảo nhạc vì để cho đối phương trợ giúp mình tìm kiếm nhục mỹ đồ khác cho một điểm tiện lợi nhưng điểm này đối với thiếu niên này trình độ chấn động rất lớn thậm chí khiến cho y không nhịn được mà dâng lên sự cảm kích mãnh liệt đối với bảo nhạc. Cảm kích đối phương không giết, cảm kích đối phương lại như thế mà trợ giúp mình. Càng cảm động không thể nào hình dung, cũng không khống chế nổi ở trong ý thức sinh sôi. Y cảm thấy đối phương có thể ở thời điểm này cho mình thực dục pháp tắc. Khiến sâu trong nội thân của Y lại không mảy may thù hận đối với bảo nhạc. Ngược lại là dâng lên một cỗ nhiệt lưu, khiến cho Y vì sự việc của đối phương mà muốn toàn lực ứng phó chú ý tới tần sắc của thiếu niên bảo nhạc trợn mắt bỗng nhiên giọng nói càng thêm ôn hòa nhẹ nhàng vỗ về đầu thiếu niên tiểu quỷ còn không mang ta đi tìm nhục mi đồ khác tuân mệnh thiếu niên chất động toàn thân hô hấp dồn dập lớn tiếng mở miệng cả người vẫn còn đang yếu yếu nhưng tinh thần giống như rất phấn khởi lúc này mạnh mẽ quay đầu sau khi nhìn xung quanh, nâng hai tay lên, dùng sức trực tiếp đập vào cái đầu của mình. Hai mắt lập tức nồi đầy tờ máu, thực dục pháp tắc trong cơ thể chấn động. Hơn nữa còn có một cỗ khí huyết lợn lờ ở bên trong. Ngay sau đó, trong ánh mắt đầy tơ máu của y nghiêng đầu, nhìn qua hướng tây bắc. Ẩn công, cái hướng kia. Chả tạ có một nhục mi đổ dưới trướng, ta mang ân công đi tìm hắn. Bảo nhạc cười cười ôm bà vai của thiếu niên thân thể nhó một cái nháy mắt đã biến mất hướng về chỗ đối phương chỉ dẫn một nén nhàng sóng, từ khoảng cách biến hóa khi bảo nhạc mang theo thế niên một lần nữa xuất hiện hắn lập tức thấy được ở xa xa một nhục mỹ đồ dưới trướng của đà linh tử đang bỏ chạy rất nhanh ở sau lưng của gã bất ngờ có một tráng hán vẻ mặt lạnh lùng rất là thong dòng cất bước truy đuổi nhìn lại người này giống như là núi thịt mặc áo bào trắng khí thế nguy hiểm, đồng thời còn tàn mát ra một cỗ cảm giác cường hãn bá đạo. Sau lưng gã có một cái vòng ánh sáng rất lớn, trên đó là phù văn phức tạp. Khí huyết nồng đậm bức người, giống như bao trùm cả bầu trời, đúng là kẻ được dục chủ thực dục thành có trọng, phong địch. Dường như bảo nhạc và thành linh tử vừa đến, thì nhục bi đồ bị phong địch truy kích ở phía trước, dừng bước chân lại, bỗng nhiên gần đầu, nhìn về phía chỗ bỏ nhạc hiện thân gương mặt vốn là đang bình tĩnh lúc này ngức trọng hơn một ít vòng ánh sáng sau lưng sáng lên lấp lánh nhục quy đồ bỏ chạy đằng trước thân thể run lên bần bật lại vô pháp khống chế đuôi lại bị phong địch túm vào đầu một bên hấp thu một bên cảnh giác nhìn chỗ bỏ nhạc cũng đang nhìn gã trên 1345 chấn áp hai người nhìn nhau sát cơ lan tỏa chỉ có điều đối với sát ý của phong địch bảo nhạc càng tham lam hơn chính là thực dục pháp tắc trong cơ thể của đối phương lúc này nhìn nhau nhục mi đồ bị phong địch hấp thu run lên kịch liệt thống khổ không nhịn được mặt phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết thành ngầm vang vọng khiến cho thiếu niên ở bên cạnh bảo nhạc cảm động lấy sợ hãi một lần nữa dâng lên nhục bi đồ trong tay người là của ta Bảo nhạc nhìn phong địch bỗng nhiên mở miệng. Của người sao? Phong địch chăm chú, khí huyết trong cơ thể theo cảm xúc phập phồng, giống như tàn ra mạnh hơn. Vòng ánh sáng sau lưng càng phát sáng lấp lánh, khóe miệng bỗng nhiên dương lên, nhẹ răng cười. Vừa nói, tay phải vừa nắm nhục bi đồ mạnh mẽ dùng sức. Trong chốc lát, nhục mi đồ kia thét lên một tiếng chói tai thành ngầm thống khổ này liền dừng lại có thể nhìn thấy thực dục pháp tắc tính cả sinh cơ trong cơ thể của gã trong tích tắc bị phong địch cưỡng ép hút đi gã hóa thành thây khô sau đó bị ném tới chỗ bảo nhạc đã là của người vậy thì cho người đổi lên một cánh tay của người thế nào phong địch liếm liếm bờ môi chậm rãi mở miệng nhìn thấy cảnh này bảo nhạc lập tức bật cười hắn cười rất vui vẻ không để ý tới thầy khổ hơn nữa còn ở trước mặt phong địch mừng rỡ phần thân của bảo nhạc này luôn cảm thấy khác với bản thể bản thể là người không có nguyên tắc và điểm mấu chốt hắn làm việc theo sở thích cá nhân điều này khiến hắn bị phì nhổ và cho là vô liêm sỉ hắn cho rằng điểm khác biệt lớn nhất giữa hắn và bản thể là hắn có nguyên tắc nếu người khác không chủ động chiêu trọng hắn thì hắn nhất định phải có ẩn oán rõ ràng sẽ không bắt nạt đối phương. Cho nên hắn sẽ nghĩ biện pháp, làm cho đối phương tới trêu chọc mình. Nói như vậy, khi dễ, hắn sẽ cảm thấy thoải mái và tuân theo nguyên tắc của mình. Nguyên tắc làm việc này khiến cho bảo nhạc nói ra câu vừa rồi. Cũng khiến cho hắn bất giác nhìn phong địch như thế nào lại thấy thuận mắt với nụ cười giỏi giói. Bảo nhạc bỗng nhiên khẽ động. Ngay sau đó, phong địch cảnh giác nhảy mắt biến mất. Ngay lúc y biến mất, bóng dáng của bào nhạc trực tiếp xuất hiện ở nơi y vừa đứng. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hắn lại biến mất. Giữa không trung, đột nhiên truyền tới tiếng nổ vang và tiếng rên rỉ. Ngay sau đó, thân ảnh của phong địch hiện ra ở phía xa. Sắc mặt tái như là đít nhái. Trong mắt mang thức vẻ không thể tin. Một cánh tay lúc này của y đã biến mất. Miệng vết thương tuệ tuệch. Bà hư vô ở một bên khác vặn vẹo bảo nhạc cầm theo cánh tay của y thân ảnh từng bước một đi ra nụ cười trên mặt vẫn trước sau như một cầm cánh tay tràn ra hắc khí bao phủ cánh tay phong địch làm cánh tay này mắt thường có thể thấy được Đảng khổ quắt sau đó hóa thành chó bụi thực dục pháp tắc nồng đậm dụng mạnh tiến vào trong cơ thể của bảo nhạc làm cho bảo nhạc dâng lên cảm giác vô cùng thỏa mãn lúc này liếm môi nhìn về phía phong địch cứ như là nhìn một món ăn vô cùng ngon miệng. Phong địch thở hồng hộc, vẻ mặt nhằn nhó, tim đập thình thịch. Song Phương vừa rồi giao thủ, y rõ ràng đã sớm phát hiện né tránh, nhưng đối phương lại đoán được hành động của mình. Hơn nữa còn có một cỗ ủy áp bao phủ, giống như là tu vi bản thân ở trước mặt đối phương, không có nửa điểm tác dụng. Nếu bản thân không quyết đoán, sợ là đã mất đi không chỉ là một cánh tay vị cách áp chế sắc mặt của phong địch trắng bệch mở miệng từng chữ một nhìn chăm chăm vào bảo nhạc rốt cuộc người là ai bảo nhạc cười nhẹ không nói chuyện hướng về phía phong địch búng một cái ngay sau đó phong địch liền giống to lúc này đây không còn là lui về phía sau né tránh bởi vì y biết rõ mình căn bản là không thể nào né tránh được về phần bỏ chạy Y cũng hiểu được trong tay người trước mặt khủng bố và đáng sợ này, trừ khi là có cơ hội, bằng không bà nói là không thể nào chạy trốn được. Cho nên vào lúc này, y cũng không rút lui. Trong tiếng gầm thét, huyết khí toàn thân bộc phát, bên ngoài cơ thể trực tiếp hình thành một mảnh huyết vụ cuộn trào hóa thành một cái miệng lớn hướng về phía trước cắn tới, hư vô biến dạng trực tiếp xuất hiện từng khe hở, có thể thấy được bí pháp huyết vụ khủng bố. Nhưng bất kể khủng bố như thế nào, giống như đối với bảo nhạc, đều không có ảnh hưởng quá lớn. Thân thể của hắn mặc dù là do bí pháp hiện ra, nhưng lúc này bảo nhạc ngẩng mạnh đầu, hướng về huyết vụ khẽ hút. Dưới sức hút này, huyết vụ bỗng nhiên nhúc nhích, trong tiếng nổ lớn trực tiếp bao phủ nổ tung, hóa thành từng thuộc dục pháp tắc, lao thẳng đến bảo nhạc, bị hắn hút vào trong cơ thể, làm thực dục pháp tắc bản thân càng thêm rộng lớn hơn. Mà cảnh tượng này hoàn toàn làm cho Phong Địch hoảng sợ, trên mặt cắt không còn giọt máu, trợn mắt há mồm, lộ ra vẻ khó có thể tin, mạnh mẽ lui lại. Dùng vòng ánh sáng sau lưng vỡ vụn từng khúc làm đại giá, đổi lấy tốc độ kinh người, không thể không bỏ chạy. Hoàn toàn không cùng một cấp độ. Muốn chạy à? Bảo Nhạc Tham Lam đuổi theo, tốc độ cực nhanh, xé rách hư vô ngay sau đó đuổi theo phong địch thân sắc đại biến hướng y chụp tới chán phong địch nổi đầy gân xanh nguy cơ trước mắt y không chút do dự mà bùng nổ lập tức vòng ánh sáng phía sau đã vỡ vụn từng khúc bấy giờ lại nổ tung đổi lấy một cỗ lực đầy cường lại, chống đỡ thân thể của y mạnh mẽ xung về phía trước muốn kéo dài khoảng cách hai tay của y bấm niệm pháp quyết giống như còn muốn triển khai bí pháp quân que nào đó lực lượng khí huyết bản thân tàn ra ngập trời, toàn lực đối kháng. Bảo nhạc nhèo mắt lại, không có động tác dư thừa, tay phải nâng lên, cũng không thay đổi, nhờ ngay mắt càng ngày càng tối, từ trong miệng bật ra một chữ. Hút! Khoảnh khắc, chữ hút này vang lên, một cỗ hấp lực cực lớn từ trong tay phải của bảo nhạc bạo khởi, nhiều hóa thành một cây lỗ đen, khiến cho lực lượng hấp xả kinh thiên động địa, nháy mắt khuếch tán ra xung quanh, bao phủ cả người phong địch bằng linh tử tâm thần phong địch chấn động trao đảo thân thể của y lại vô pháp vọt tới phía trước không thể không chế được tự động lui lại thật giống như có vô số sợi tơ quấn quanh lấy y từng chút một kéo y về chỗ bảo nhạc hơn nữa trong quá trình này khí huyết của y pháp tắc của y đều không thể không chế mà tản ra lao thẳng đến bảo nhạc cảnh tượng này nhìn từ xa bảo nhạc giống như là thiên sứ hạ phàm Lúc này bàn tay bất khả chiến bại, mặc cho phong địch dãy giụa như thế nào cũng đều vô bổ. Thân hình núi thịt có thể thấy được đang nhanh chóng khổ héo. Thành linh tử ở phía xa tinh thần đại chấn, tựa hồ không phải bảo nhà hấp thu phong địch mà là chính mình. Bằng linh tử, ta là đệ tử của dục chủ, nếu người giết ta, người sẽ không còn trốn dùng thần ở thực dục thành. Phong địch lúc này đã hoàn toàn hoàng sợ và hoảng sợ, Quá khứ kiêu ngạo hoàn toàn rơi dụng, lúc này đã gào khàn cả giọng. Vẻ mặt của bào nhạc vẫn không thay đổi, mỉm cười như trước. Nhưng ngày sau đó, bỗng nhiên con mắt của hắn to rắc cảnh giác. Thân thể không có nửa điểm do dự, nhanh chóng, lui về phía sau, dị biến, đột khởi, Trên 1346 vẫn thần chỉ. Nơi phát ra dị biến là trên bầu trời, trong sương mù đột nhiên cuộn trào. Cuộn trào, một sức tu màu đen từ trong mây mù đột nhiên rủ xuống, rất đột ngột, rơi vào chính giữa bảo nhạc và phong địch, vị trí trung tâm của hấp lực. Vị trí hấp lực này hẳn là rất lớn, nhưng lúc này sức tu màu đen trọc tới như là bay bổng nhưng không sai lệch một chút nào do ảnh hưởng của sức hút không chỉ có như vậy, còn có một cỗ khí tức kinh thiên, khiến cho bò nhạc cảm thấy tim mình run lên, từ chỗ của xúc tu màu đen như ẩn như hiện, cho nên hắn mới không do dự một chút nào, quyết đoán buông thà cho phong địch, đã hấp thù được hơn phân nửa, thân thể nhanh chóng lui lại. Và ngay khi hắn vừa lui lại, có thêm bốn xúc tu màu đen đang rủ xuống từ trong màn xương phía trên. Một trong số đó là nơi bò nhạc vừa mới đứng và một chiếc còn lại rơi vào trên người của phong địch trong mắt lộ rất tuyệt vọng phong địch giống như đã mất đi sức chống cự tùy ý để xúc tu màu đen cuốn chặt y lại xúc tu thứ tư rơi vào trên người của thành linh tử lúc này thiếu niên dưỡng sở thân thể run lên giống như là phong địch y dường như đã mất đi sức phản kháng sắp bị xúc tu đụng phải nhưng sự tồn tại của y hiển nhiên vẫn có giá trị đối với bảo nhạc cho nên bảo nhạc rút lui lúc xuất hiện là ở bên người thiếu niên này xúc tu màu đen vừa chọc xuống thì bảo nhạc đã bắt được bả vai của thiếu niên kéo ngay lại gần như ngay sau khi cả hai rời đi thì xúc tu màu đen bỗng nhiên rủ xuống cắm vào khoảng không nhưng giống như không quan tâm bởi vì lúc này lại có rất nhiều xúc tu đang từ trên bầu trời chọc xuống một cái rồi lại một cái cho đến khi rậm rạp trăng chịt mấy chầm cái chọc xuống trong đó phong địch bị buộc chặt lại thân thể của y dùng tốc độ so với lúc bảo nhà khớp thu còn nhanh hơn điên cuồng mà khô héo toàn bộ quá trình chỉ hơn mười nhịp thở thân thể của phong địch đã trở thành một cỗ thây khô mà nhìn kỹ có thể thấy trên mấy trăm xúc tu màu đen kia lại có hàng trăm thây khô như vậy mỗi cái đều bị trói chặt và bất động nhưng quần áo của bọn họ không hề mục nát thậm chí chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy kiểu dáng quần áo dường như không cùng thời đại. Giờ phút này, bầu trời vẫn đang cuộn trào, những xúc tu vẫn đang rủ xuống những cây mới. Nhưng tần suất đã ít hơn trước, bóng dáng của bào nhạc và thành linh tử lúc này xuất hiện ở phía xa, trong khi không ngừng rút lui. Nhìn về phía xúc tu màu đen, rậm rạp trăng chịt, bào nhạc suy tử chốc lát. Thiếu niên bên người lúc này bởi vì rời xa cái chỗ quái quỷ kia cho nên chậm rãi khôi phục mờ mịt trong mắt tiểu tán biến thành vẻ hoang sợ cả người run lên là vẫn thần di hại vẫn thần bảo nhạc nghe vậy thì nhìn về phía thiếu niên thiếu niên run rẩy chú ý tới câu hỏi của bảo nhạc tranh thủ giải thích cái gọi là vẫn thần trên thực tế là trong nhận thức của thành linh tử biết được rằng thế hệ đại năng cổ xưa ở kỷ nguyên trước trong trận thần chiến đã rơi rụng chết trong năm tháng. Nhưng bất kỳ cảnh giới của một người nào đều có thể so với dục chủ, thậm chí còn ở tầng thứ cao hơn. Những cường giả này có lẽ đến nay có vài người đang ngủ say ở thế giới tầng thứ nhất và tay chân của chúng thi thoảng sẽ xuất hiện ở thế giới tầng một này. Ta ừ. nghe cha ta từng nói qua, một vài chi cường giả trong những vẫn thần này có thể nói là cùng cấp độ với thần hoàng đang ngủ say trong cái thế giới này của chúng ta. Tựa hồ thần hoàng ngủ say có quan hệ cùng với những vận thần này. Thành linh tử run rẩy nói ra tất cả những gì mình biết. Những lời này rơi vào trong tay của bảo nhạc, do nhận thức chênh lệch, nên hắn nhìn ra được bản chất ở bên trong nhiều hơn. Lúc này trầm ngâm, nhìn xúc tu màu đen rủ xuống, hắn cũng nhìn thấy trên bầu trời có một ngón tay cực lớn như ẩn như hiện ở bên trong đây chỉ là một ngón tay nhưng kích thước của nó sợ là chừng ngàn trượng những xúc tu màu đen kia trên thực tế là lông của ngón tay đó so với bản thể của ta còn mạnh hơn một chút trong mắt của bò nhạc lộ ra vẻ phức tạp chủ nhân của ngón tay kia là ai hắn không biết nhưng có thể suy đoán nhất định là một trong một trăm lẻ tám chiến tướng bởi vì khi còn sống quá mạnh mẽ cho nên dù bây giờ đã tử vong, chỉ còn lại một ngón tay, cũng vẫn có thể chân áp, làm cho tu sĩ ở trước mặt mất đi sức chống cự. Chỉ có thể để mặc cho nó hấp thu, ví dụ như là phong địch và thiếu niên kia là như vậy. Mà bảo nhạc sở dĩ không bị ảnh hưởng, tự nhiên cũng là do vị cách của bản thể. Bản thể mặc dù không bằng chủ nhân ngón tay, thế nhưng không kém quá nhiều. Cho nên cả ngón tay đối với bảo nhạc mà nói, tuy có ủy hiếp, nhưng không quá lớn. Hắn đã cảm nhận được trong tầng mây chỉ có một ngón tay. Đồng thời di hải vẫn thần cũng là nguyên liệu nấu ăn cao cấp nhất ở trong thực dục thành. Thiếu niên thành linh tử hô hấp dồn dập mở miệng, trong mắt không nhìn được dâng lên vẻ tham lam. Ăn thi thể sao? Bảo nhạc nhíu mày. Không ăn công, nguyên liệu nấu ăn bình thường là cần phải ăn vào mà loại nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp này là không cần phải ăn, là hấp thụ khí tức thần linh ẩn chứa trong đó. Mặc dù thần linh đã chết, nhưng khí tức vẫn tồn tại. Hấp thụ khí tức này có thể khiến cho pháp tắc bản thân đột nhiên tăng mạnh. Thành linh tử giải thích. Bảo nhạc như có điều suy nghĩ, không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn về một phương hướng khác ở trên bầu trời. Ở chỗ đó là thế giới tầng thứ hai. Thậm chí đôi mắt của bảo nhạc lúc này nếu có thể xuyên qua mọi thứ thì nơi tập trung tới đúng là chỗ bản thể của hắn ẩn thân bản thể của ta có lẽ cũng giống như là thần linh kia như vậy ta cũng có thể hấp thu khí tức của hắn hay không trong đầu của bào nhạc không biết như thế nào lại dâng lên ý niệm tà ác như vậy cũng may hắn vẫn có lý trí cho nên ý niệm tà ác trong đầu vừa hiện ra đã bị hắn áp xuống lúc này thu hồi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ngón tay của vẫn thần và ngay khi bảo nhạc nhìn nó ngón tay ở trong sương mù nâng lên mấy trăm xúc tu kia cũng chậm chậm dâng lên như muốn một lần nữa trở lại bên trong sương mù rời khỏi nơi đây bảo nhạc nghĩ nghĩ trong sắc mặt của thanh niên bên cạnh thay đổi liền xông ra ngoài ngay sau đó liền trực tiếp nhào tới một cách xúc tu màu đen một cỗ hấp lực từ trong xúc tu tản ra nhưng gặp phải chính là uy áp vị cách của bào nhạc ngay lập tức đối kháng với nhau thân thể của bào nhạc chấn động trong mắt lộ ra kỳ quang hắn cảm nhận được xúc tu màu đen trên ngón tay ẩn chứa khí tức kinh người khí tức này khi vừa rồi hắn còn chưa cảm nhận được giờ khắc này dùng xúc tu làm môi giới một cái chớp mắt liên kết thực dù pháp tắc trong cơ thể của bào nhạc lập tức bùng lên lần đầu tản mát ra một cỗ điên cuồng giống như cực kỳ khát vọng thôn phệ khí thức của ngón tay Hết trường 1346 Chuyên được dịch bởi tạo hói audio Cảm ơn và hẹn gặp lại chữ vị Kính chào chữ vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phóng tiên đạo kỳ truyền Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian tác giả Nhĩ Căn, chương 1342,